Đồ đồng Dung Quang Hà là thương hiệu nổi tiếng được sinh ra trong cái nôi của làng nghề đúc đồng truyền thống Vạn Điểm, Ý Yên, Nam Định. Có tuổi đời cách thời đại của chúng ta hơn 900 năm trở về trước. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông để lại, Đồ đồng Dung Quang Hà đã sớm thấm nhuần ý thức giữ gìn và bảo tồn văn hóa được lưu truyền. Tiếp tục thắp lên ngọn lửa đỏ rực, trao cho thứ kim loại vô tri cái hồn của một vật thể sống động. Tất cả các sản phẩm của Đồ đồng Dung Quang Hà đều được làm thủ công từ đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân thuộc làng nghề đúc đồng. Dưới bàn tay, trái tim và khối óc của con người, các sản phẩm đồ đồng thể hiện rõ giá trị của sự tinh xảo, tỉ mỉ và cái hồn tinh tế, khác hoàn toàn so với các sản phẩm đúc đồng khuôn bằng máy. Thương hiệu Đồ đồng Dung Quang Hà không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn gây được tiếng vang ở thị trường quốc tế với những món quà lưu niệm bằng đồng được điêu khắc tinh xảo, giúp đưa văn hóa Việt ra nước ngoài và nhận được sự trầm trồ, thán phục và yêu mến của bạn bè trên khắp năm châu. Đồ đồng Dung Quang Hà có các sản phẩm đồ đồng đa dạng, đạt chất lượng cao và mẫu mã tinh xảo như đồ thờ cúng bằng đồng, tượng đồng, tranh đồng, chuông, trống đồng, đồ đồng phong thủy, dịch vụ mạ, dát vàng, luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Thế mạnh của Đồ đồng Dung Quang Hà, sản xuất trực tiếp không qua bên thứ ba, do đó giá bán ra thị trường là giá tốt nhất. Về độ uy tín, Đồ đồng Dung Quang Hà là cơ sở duy nhất về đồ đồng có hệ thống lớn nhất, lên đến 6 showroom và 2 xưởng sản xuất. Cũng chính vì lý do là cơ sở sản xuất nắm bắt được quy trình nguyên liệu, Đồ đồng Dung Quang Hà mang đến những sản phẩm nguyên chất, thanh khiết, chất lượng cao, tinh xảo và độc quyền. Để khách hàng an tâm, Đồ đồng Dung Quang Hà luôn bảo hành cho khách hàng tối thiểu là 20 năm cho đến trọn đời. Tất cả nhân viên kinh doanh của Đồ đồng Dung Quang Hà đều được đào tạo chuyên sâu về tâm linh và phong thủy, luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng 24/7. Đội ngũ giao hàng và lắp đặt toàn quốc tại nhà cho quý khách hàng. Đồ đồng Dung Quang Hà lưu truyền những giá trị văn hóa Việt. Đồ đồng Dung Quang Hà, nơi chia sẻ kiến thức về các sản phẩm đồ đồng. Hãy like và subscribe để cập nhật những sản phẩm mới nhất.